Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Cao Lê Thị Duyên, sinh năm 1984, ngụ quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do Duyên đã bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Châu khai năm 2020 khi làm việc tại một quán cơm ở quận Phú Nhuận do người phụ nữ tên Na làm chủ. Na sau đó thuê Châu làm tài khoản ngân hàng và mua lại với giá 10 triệu đồng. Thấy có lợi, Châu gom nhiều chứng minh nhân dân, mua sim rác rồi đến các ngân hàng mở khoảng 50 tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Na để kiếm lời. Na chính là Cao Lê Thị Duyên, người này nhanh chóng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định vai trò trong đường dây lừa đảo. Tại cơ quan điều tra, Duyên khai trước đây sống tại Malaysia có quen với một người đàn ông tên Obina, người Nigeria. Cả hai sống với nhau như vợ chồng và có một con chung. Qua các mối quan hệ của chồng hờ, Duyên được rủ tham gia đường dây chuyên lừa đảo các phụ nữ Việt. Nhóm này sẽ giả làm doanh nhân, quân nhân, nhân viên hải quan qua mạng kết bạn, hứa hẹn tặng quà, tiền để đầu tư hoặc để chung hưởng hạnh phúc. Nhóm này soạn sẵn hai kịch bản để dùng theo từng trường hợp. Duyên đóng vai trò làm giả nhân viên hải quan, nhân viên sân bay, thông báo hàng đã tới nhưng bị tạm giữ, yêu cầu đóng các khoản thuế, phí. Duyên cũng là người cung cấp số tài khoản để cho các nạn nhân chuyển tiền. Qua đó, người này được chia chác 10% trên số tiền lừa được. Với mỗi tài khoản, Duyên mua và bán lại cho các đối tượng ngoại quốc, lấy lời 2 triệu đồng trên một tài khoản. Từ năm 2015 đến khi bị phát hiện, Duyên đã sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng vào các vụ lừa đảo bằng thủ đoạn nói trên và không thể nhớ hết. Công an cũng xác minh thêm, mỗi tài khoản ngân hàng mà nhóm này sử dụng để lừa đảo ít nhất là vài chục triệu, nhiều nhất là 1,5 tỷ đồng. Nếu tính chỉ khoảng 50 tài khoản mà Châu cung cấp và được bán lại cho các đối tượng lừa đảo, thì số nạn nhân bị lừa đến cả hơn chục tỷ đồng. Do Duyên nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên cơ quan điều tra tạm thời cho tại ngoại chờ xử lý. Tuy nhiên, người này sau đó bỏ trốn. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.